Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Còi Vlog. Ngày hôm nay, Sơn Còi Vlog xin được cập nhật và chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện tang lễ của một cô gái tuổi mới đôi mươi với gương mặt rất xinh xắn và phúc hậu. Em hiện tại là sinh viên của Học viện Quản lý Giáo dục. Em có rất nhiều dự định cho tương lai, mơ ước ở phía trước. Vậy mà con đường của em đã phải dở dang dừng lại tại tuổi đôi mươi. Thưa quý vị và các bạn, đó là tang lễ của em Hồ Thị Thủy Linh, pháp danh Thiện Linh. Em Thủy Linh sinh năm 2004, trú quán tại số nhà 19 Mạc Đĩnh Chi, khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Em Hồ Thị Thủy Ninh không may mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù em đã được bố mẹ, anh em trong gia đình đã đưa em đi tới các bệnh viện để hết lòng cứu chữa và chăm sóc cho em, nhưng cũng vì căn bệnh quái ác, sức cùng lực kiệt, em đã không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng. Em ra đi vào hồi 20 giờ 20 phút ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, tức ngày 26 tháng 11 năm Quý Mão. Em ra đi hưởng dương 20 tuổi đời. Lễ khâm niệm của em được cử hành vào hồi 9 giờ 5 phút ngày mùng 8 tháng 1 năm 2024. Lễ viếng vào 9 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 1 năm 2024 tại nhà riêng của em, và lễ truy điệu được cử hành vào hồi 6 giờ 45 phút ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Sau đó, linh cữu của em sẽ được đưa đi hỏa táng, rồi cho cốt của em sẽ đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Nhận được tin, em Linh sau một thời gian chống chọi với căn bệnh, gia đình đã đưa em đi khắp các bệnh viện để chạy chữa cho em, nhưng lực bất tòng tâm, em đã không qua khỏi, đã không có phép màu nào xảy ra để cứu được em quay trở lại với gia đình. Giờ đây, toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô bác, chú dì, anh em, bạn bè, thân thích gần xa với gia đình của em Linh đã tề tựu về với nhà của em. Mỗi người thắp cho em một nén nhang và cũng chỉ biết chắp tay cầu nguyện để cho em ra đi được thanh thản. Sự ra đi của em ngày hôm nay để lại cho gia đình một nỗi đau mà không gì có thể bù đắp được. Đau thương này không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai đi được. Bố mẹ mất đi một người con yêu quý, một người con hiếu thảo, luôn biết lo lắng chăm sóc cho gia đình và biết nghe lời bố mẹ. Từ nay trở đi thì chẳng còn nhìn thấy người con đi học trở về với bố mẹ như những ngày em còn sống trên đời. Anh em mất đi một người chị, một người em thân thương và luôn sống tình cảm vì mọi người. Thưa quý vị và các bạn, thật đúng là chẳng còn có gì buồn hơn cảnh người cha, người mẹ mất đi người con của mình. Đứa con nhỏ mà bố mẹ đã sinh ra, đứa con mà người mẹ đã đau quặn mình để dặn đẻ ra con. Nỗi đau đẻ không bằng một phần nỗi đau mẹ mất con. Trời sao không thương để người tóc bạc khóc người tóc xanh. Nước mắt mẹ rơi mà tưởng chừng như máu của mẹ chảy thêm một lần nữa.
Lòng mẹ đau như có muôn ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt mẹ ra thành tro. Con ơi, nếu trời cho mẹ đổi chắc, mẹ nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình để kéo dài cho con thêm sự sống. Đường trần từ nay con đã vắng bóng, mẹ sống còn ý nghĩa gì khi đã mất đi người con? Bố mẹ vẫn biết rằng trên trần đời không thể nào tránh được tử biệt phân ni. Muốn con đi thanh thản, nhưng lòng bố mẹ đau đớn quá. Ôm xác con đây mà lòng đau không thể tả. Đâu có nghiệt ngã nào bằng cảnh mẹ khóc tiễn đưa con. Bố mẹ còn đây mà sao con nỡ đi đâu hỡi con? Nghe những lời của bố mẹ nói với con mà không ai có thể cầm được nước mắt trước giây phút này. Giờ đây thì gia đình đang đưa em Hồ Thị Thủy Linh đi hỏa táng, rồi sau đó lại ngậm ngùi để đưa phần cho cốt của em trở về mái ấm gia đình. Mọi người sẽ tổ chức lễ truy điệu cho em, rồi đưa em ra nơi an nghỉ cuối cùng, nơi mộ phần của em. Sau đây xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi phần cảm ơn của gia đình em Linh. Rất xúc động quý vị và các bạn theo dõi được video ngày hôm nay. Hãy cùng với kênh của Sơn Cỏi Vlog để lại những lời bình luận, chia sẻ để động viên cho gia đình của em sớm vượt qua mất mát đau thương quá to lớn này. Và cũng chính là những lời để quý vị và các bạn cầu nguyện cho linh hồn của em Linh ra đi được thanh thản, em sớm được siêu sinh tịnh độ nơi cõi vĩnh hằng. Sơn Cỏi Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, chia sẻ với kênh của Sơn Cỏi Vlog. Xin được kính mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp những phần tang lễ của em Hồ Thị Thủy Linh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, kính thưa ban tang lễ khu nhân đạo thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, kính thưa các cụ, các ông, các ba, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, thưa toàn thể bà con khu phố, bạn bè thân bằng vui gần xa, cháu ruột tôi là Hồ Thị Thủy Linh, đang trong lứa tuổi đôi mươi, đẹp nhất của cuộc đời, với biết bao ước mơ hoài bão, không may mắc phải căn bệnh thoái ác. Trong gần một năm kiên trì chống chọi với căn bệnh, mặc dù đã được gia đình tận tình săn sóc, thuốc thang chạy chữa, được các y bác sĩ ở trung ương và địa phương hết lòng chăm sóc cứu chữa, song do căn bệnh hiểm nghèo, cháu đã không qua khỏi chút hơi thở cuối cùng và vĩnh biệt người thân bạn bè khu phố vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 7 tháng 1 năm 2024, hưởng dương 20 tuổi. Trong suốt thời gian năm 7, đến tận những giây phút cuối cùng, cháu và gia đình chúng tôi đã nhận được sự rất nhiều tình cảm, sự
thăm hỏi, động viên, chia sẻ chân tình của tất cả mọi người. Trong lễ tang ngày hôm nay, các cơ quan, đoàn thể, bà con khu phố, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại và bạn bè gần xa của cháu đã đến đặt vòng hoa, gửi thư thiện, viếng thăm, chia buồn và tiễn đưa cháu gái tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình và bố mẹ cháu, tôi không biết nói gì hơn hết, chỉ biết trân trọng gửi lời cảm tạ. Sáng ngày hôm nay, sau khi tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng được an viên chú tất, trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, bà con khu phố và bạn bè trở lại gia đình để được nói lời cảm tạ. Cháu Minh ơi, cháu biết rằng sông gửi thác về, sinh lão bệnh tử ấu cũng là quy luật. Sóng dự giá đi của cháu khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại sự trống vắng quá lớn, niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, gia đình, bạn bè, các cụ, các ông, các bà, các chú, các thím, cô dì đã hết sức cố gắng, nhưng chỉ tiếc rằng không thể làm được nhiều hơn nữa cho cháu. Sống khôn chết thiêng, mong cháu ra đi thanh thản về nơi cõi vĩnh hằng theo chân của các bậc tiên hiền. Một lần nữa, thay mặt cho vợ chồng, em trai tôi và gia đình, trân trọng cảm ơn cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, cảm ơn ban tang lễ khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, toàn thể bà con, khu phố, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn còn nhiều điều sơ suất, xin được cảm thông và chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến của